Chào các bạn trở lại. Phong thủy nhà hướng Đông Bắc vận chính. Khải Toàn xin phép chia sẻ phong thủy nhà hướng Đông Bắc vận chính theo huyền không phi tinh. Hướng Đông Bắc trong vận chính có 4 quẻ. Có vài điều xin chư vị lưu ý. 1. Phong thủy là từ trường. Trường là năng lượng. 2. Các vị nên xem lại bài hướng dẫn đo tọa độ. Đo tọa độ và cách phân cung nhà. 3. Thuật số và cách ứng dụng không như nhau. 4. Nên ưu tiên loan đầu rồi đến lý khí. 5. Từ trường con người là mạnh nhất. 1. Phong thủy là từ trường. Nơi có từ trường tốt, trẻ em thì thích đến chơi đùa, người trong nhà tâm trạng phấn khởi, ngay cả động vật cũng thích vào nhà. Phong thủy tốt là bài trí phong thủy hợp với mảnh đất và sinh thần bát tự gia chủ, gia tăng đáng kể cơ hội tài lộc và an ổn. Số 2. Xem bài hướng dẫn đo tọa độ để biết phương pháp lập quẻ cho ngôi nhà của mình. 3. Thuật số và cách ứng dụng không như nhau, không có tốt nhất hay xấu nhất, do ở người dụng. 4. Ưu tiên loan đầu, tức là hình thể rồi đến lý khí. Loan đầu là chủ về hình thể, mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi được. Giả dụ nhà có diện tích khiêm tốn, đặt bàn, đặt giường, hợp không gian, thầy bảo theo quẻ lý khí là tốt, đặt phải đặt như vậy, phải xoay bàn hay xoay giường. Dù lý khí có tốt ra sao, nhưng không hợp mắt, chướng tai, không hợp lòng với người trong nhà sẽ phản tác dụng. 5. Từ trường con người là mạnh nhất. Mỗi người chúng ta có từ trường năng lượng khác nhau, lúc vui lúc giận cũng khác nhau. Gia đạo sống thiện lành, biết giúp đỡ người, cảm thông chia sẻ cho nhau, đó chính là gia đình sản sinh từ trường tốt lành, giúp cho ngôi nhà vượng khí. Người biết ứng dụng giáo pháp lành vào đời sống, không chỉ tạo từ trường năng lượng lành cho ngôi nhà, còn được gia hộ tránh khỏi tà khí. Vì linh giới là khí âm, người là khí dương, người vượng khí và được gia hộ vượt được mọi nguy nan. Nói về giáo pháp lành, thế nào là lành, thế nào là dữ? Các vị cần phải đọc và hiểu kinh và nghe giảng kinh, chúng ta mới rõ được thấu tình đạt lý. Khi đó không mơ hồ. Khải Toàn khuyến nghị chư vị tìm nghe giảng kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo. Tóm lại, dù chư vị tìm hiểu cơ bản hay chuyên sâu về phong thủy, nhất định phải dành thời gian để tu dưỡng tâm tánh. Xin mời các bạn tham khảo phong thủy nhà hướng Đông Bắc trong vận chính theo huyền không phi tinh. Có gì sai sót xin mở lòng thông cảm. Quẻ 1 hướng Đông Bắc ta có 23 cho đến 25 độ và 34 đến 37 độ khiêm hướng. 21 đến 22 độ có thể phạm xuất quái. Tại hướng cửa ta có tam bích và tứ lục. Đây là quẻ kỵ mộc cần hỏa. Kỵ mộc không nên có nhiều cây cối, mộc xấu xí là cây héo úa, dài dép cũ. Tương tự cung Đông Bắc, ta có cung Tây, vẫn là quẻ tứ lục và tam bích. Kỵ mộc, cần hỏa. Hướng Đông ta có kỵ thổ, cần ích kim. Bát bạch là sao thoái vận. Tại Đông Nam ta có thất xích và cửu tử. Đông Nam và Tây Nam đều có thất xích và cửu tử. Đây là quẻ họa hồi lộc, tức là quẻ không giữ được tiền, luôn cần thổ, bao gồm đồ gốm, sứ,
tượng dê, tượng trâu, tượng chó, tượng rồng cũng là thổ. Tại nơi này có thể dùng nước. Vì cụ tự ở hướng thủy. Tại Nam và Tây Bắc, ta có Nhị Hắc và Ngũ Hoàng. Đây là hai sao hung tinh. Hai quẻ này đều kỵ hỏa thổ. Cần Kim, Nam và Tây Bắc. Nhị Hắc và Ngũ Hoàng kỵ đặt bếp, không nên có quạt, loa. Tại Tây Nam, cần hỏa, cần tranh núi, cần hỏa thổ. Cần tranh núi, tủ cao, cây cao, phù hợp để bếp. Nhất Bạch là sao sinh khí. Ở hướng tọa, cũng cần tủ cao, tranh núi. Trong quẻ 23-25, 34-37 độ, hướng tốt ta có hướng Bắc, Tây Nam và Đông Nam. Tại hướng tốt, ta nên có cửa khí, giường ngủ, đọc sách, phòng khách và có thể cả két sắt. Đây là quẻ kỵ kim thủy, chung cung kỵ kim thủy. Nhà hướng Đông Bắc, tọa Tây Nam thuộc thổ, phù hợp với mệnh khuyết thổ. Khải Toàn xin nhắc lại, quẻ tốt nhà này ta có cung Bắc, Tây Nam và Đông Nam. Hai cung kém ta có hướng Nam và Tây Bắc. Trong mỗi ngôi nhà, Tây Bắc đại diện cho cha, Tây Nam đại diện cho mẹ. Tùy vào sinh thần bát tự của mỗi người, ví dụ Tây Bắc, cho dù nam gia chủ có khuyết hỏa cũng không nên bài trí nhiều hỏa ở khu vực này vì quẻ gốc của nhà kỵ hỏa. Nếu người mẹ thiếu hỏa, ở đây có thể đặt bếp và nhiều màu đỏ, vừa tốt với cung vừa tốt với người mẹ trong gia đình. Kèm theo quẻ Tây Bắc không nên có nhà vệ sinh. Trong quẻ nhà này, phòng ngủ, phòng khách phù hợp đặt ở cung Bắc và cả két sắt. Quẻ thứ hai của hướng Đông Bắc trong vận chính từ 26-33 độ, chính và khiêm hướng. Tại cửa khí Đông Bắc ta có Tam Bích. Tam Bích là sao thị phi, tại nơi này kỵ mộc và kỵ cả kim. Cần hỏa. Tương tự trung cung, kỵ mộc và kim, cần hỏa. Tại Đông ta có Nhất Bạch ở hướng. Đây là cung tài vị, cần nước và kỵ vật cao lớn. Thủy động là nước, nước sạch, hồ cá có chuyển động. Thủy tĩnh là tranh cá, tranh sông nước. Tại Đông Nam và Nam có Thất Xích và Nhị Hắc, nên có ít kim. Tại hai phương vị này không nên có nhiều hỏa, không phù hợp đặt bếp. Kỵ hỏa và kỵ thổ cần ít kim. Tại tọa, ta có Cửu Tử hội tọa. Đây là quẻ tốt về nhân đinh hơn tài lộc. Tại Tây Nam, nên có núi non sông nước, tức là hòn non bộ và nước chảy, phù hợp phòng đọc sách, phòng ngủ, cửa khí và cả bếp. Tại Tây và Tây Bắc, có Tứ Lục và Ngũ Hoàng. Tại hai phương vị này,
không nên có hỏa. Kỵ hỏa. Cần kim. Tại Tây Bắc và Tây nên có kim. Và tại Tây Bắc không nên có nhà vệ sinh. Tây Bắc là cung kém nhất trong quẻ này. Ngũ hoàng ở tọa. Tại Bắc ta có nhất bạch ở tọa, nên có cửa khí, phòng ngủ, phòng đọc sách. Nơi này nên có vật cao lớn và kỵ thủy. Trong quẻ nhà Đông Bắc thứ hai, 26 đến 33 độ, hướng tốt ta có hướng Bắc và hướng Tây Nam. Hướng kém ta có hướng Tây và hướng Tây Bắc. Khải Toàn xin nhắc lại, hướng Đông Bắc có tam bích, không nên có mộc và không nên rung động, ví dụ loa, quạt. Giường ngủ, phòng đọc sách và két sắt nên ở hướng Bắc hoặc là hướng Tây Nam. Quẻ số 3, nhà hướng Đông Bắc trong vận chính, 38 đến 40, 49 đến 55, 64 đến 67. 67 đến 69 độ có thể phạm xuất quái. Tại hướng cửa, ta có cửu tử và bắc bạch. Cửu tử ở tọa, nên có tranh núi, vật cao lớn, nơi này kỵ thủy. Không nên có nước. Phù hợp làm cửa khí, phòng đọc sách, phòng ngủ và cả tài vị. Tại hướng đông, ta có tứ lục, kỵ mộc, cần hỏa. Tại đông nam và tây nam, ta có ngũ hoàng và tam bích, kỵ hỏa và mộc. Nên có kim. Tại hai hướng này không nên có bếp. Tại hướng nam, ta có nhất bạch ở tọa, phù hợp để bếp, cửa khí, tranh núi, vật cao lớn. Tại hướng tây, ta có cửu tử ở hướng, nên có thủy động, hồ cá, thác nước, tranh cá. Tại Tây Bắc cũng nên có thủy. Tây Bắc không nên có nhà vệ sinh. Hướng Bắc và Trung Cung ta có nhị hắc, không nên có hỏa, nên có ít kim. Hướng tốt quẻ 38 đến 40, 49 đến 55, 64 đến 67 độ. Ta có hướng Đông Bắc, hướng Tây, hướng Nam và cả hướng Tây Bắc. Hai hướng không tốt ta có Đông Nam và Tây Nam. Nhà Đông Bắc, tọa Tây Nam phù hợp với mệnh khuyết thổ. Quẻ thứ tư, nhà hướng Đông Bắc trong vận chính, 41 đến 48 độ, 56 đến 63 độ, chính và khiêm hướng. Tại Đông Bắc là cung tốt. Ta có cửu tử hội hướng. Đây là quẻ thiên về tài lộc hơn là nhân đinh. Cửu tử hội hướng nên có núi non, sông nước, tranh núi, hòn non bộ và nước chảy.
phù hợp phòng khách, phòng đọc sách, phòng ngủ, cửa khí và cả tài vị. Tại Đông và Đông Nam, ta có Tứ Lục và Ngũ Hoàng. Kỵ hỏa. Cần kim. Kim loại đồ đồng. Tại hướng Nam, ta có Nhất Bạch ở tọa. Cần chanh núi, tủ cao. Không nên có nước. Tại Tây Nam và Trung Cung, ta có Tam Bích, Kỵ Mộc, Cần Hỏa. Tại Tây ta có Nhất Bạch ở hướng, phù hợp để bếp, cửa khí, phòng ngủ, phòng đọc sách và cả tài vị. Nên có thủy động. Tại Tây Bắc và Bắc, Thất Xích và Nhị Hắc, không nên có hỏa. Tây Bắc không nên có nhà vệ sinh. Tại hai nơi này cần ít kim. Quẻ tốt của hướng, quẻ tốt của hướng Đông Bắc từ 41 đến 48, 56 đến 63 độ. 1. Ta có hướng Đông Bắc. 2. Ta có hướng Nam. 3. Ta có hướng Tây. Hai hướng kém là Đông và Đông Nam, có Ngũ Hoàng. Khải Toàn cảm ơn các bạn đã xem. Chúc các bạn tâm thân an lạc.